Về dự hội nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Trân trọng kính giới thiệu nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Hồ Như Ý, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Thành Lan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu tù Chính trị tỉnh. Trân trọng kính giới thiệu nhà thơ Văn Trần Hùng, giám đốc văn phòng đại diện Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam tại Bình Định. Trân trọng kính giới thiệu đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, sở, ngành, hội đồng thể tỉnh, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các đồng chí trong ban chấp hành hội, các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch, nguyên ủy viên ban chấp hành hội qua các thời kỳ. Trân trọng giới thiệu toàn thể hội viên thuộc 8 chuyên ngành văn học nghệ thuật có mặt hôm nay, phóng viên báo Bình Định, đài phát thanh người Bình Định đến dự theo dõi và đưa tin. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Nghĩa Anh Pha lên phát biểu hội nghị. Thưa quý vị, khách quý cùng toàn thể hội viên có mặt hôm nay, trước tiên thay mặt ban chấp hành hội văn học nghệ thuật Bình Định xin chúc các quý vị đại biểu toàn thể hội viên một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thành công. Kính thưa các quý vị, một năm nữa đã trôi qua, hôm nay tất cả chúng ta được ngồi lại cùng nhau sau một năm với nhiều hoạt động văn học nghệ thuật đầy ý nghĩa. Năm 2018, hội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra trong năm như công tác hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn, thực tế sáng tác, mở trại sáng tác cho hội viên, trại sáng tác văn học nghệ thuật trẻ, tạo điều kiện cho các chi hội chuyên ngành tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật tuyên truyền các nghệ lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, của đất nước. Hội cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày Tết trong năm, tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018 thành công tốt đẹp. Năm 2018, hội đã kết nạp được 22 hội viên mới, bổ sung thêm lực lượng sáng tác trẻ cho các chi hội chuyên ngành. Bên cạnh đó, năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật cũng đã siết hỗ trợ xuất bán, phổ biến nhiều tác phẩm văn học, hỗ trợ cho hội viên đạt giải thưởng cao của các hội chuyên ngành trung ương. Xuất bán 4 tập sách văn trẻ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh của Bình Định năm giai đoạn 2012-2018. Tạp chí Văn nghệ Bình Định tiếp tục nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, tích cực đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật, bài phát biểu có giá trị góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, đời sống tinh thần nhân dân trong tỉnh nói chung và bạn đọc nói riêng. Với những kết quả đạt được, năm nay Hội Văn học Nghệ thuật vinh dự tiếp tục được nhận bằng khen của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Khối thi đua mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã đề nghị Ủy ban Dân tỉnh tặng bằng khen cho hội. Xin báo cáo là cái phần này thì họp cụm thi đua thì trong cụm cũng đã bầu và được thống nhất 100% là Hội Văn học Nghệ thuật được tặng bằng khen của Ủy ban Dân tỉnh, nhưng mà do là lại còn phải đợi tổng hợp chung cả tỉnh thì hôm nay thì chưa có bằng khen của tỉnh, báo cáo như vậy. Kính thưa các quý vị, một số công tác trọng tâm trong năm 2019 là hội tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm công trình văn học nghệ thuật, phối hợp với các hội chuyên ngành trung ương tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, phối hợp với các sở ngành đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của tỉnh và của cả nước, tiếp tục tổ chức tốt trại sáng tác, các chuyến đi thực tế sáng tác văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí, tăng cường số lượng,
phát hành đến các đơn vị lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể của tỉnh, trường học, bưu điện văn hóa ở các cấp, vân vân. Năm mới, Ban chấp hành hội rất mong toàn thể hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết một lòng vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật, nỗ lực hơn nữa để có nhiều tác phẩm công trình văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Một lần nữa, nhân Tết cổ truyền Kỷ Hợi, thay mặt Ban chấp hành hội, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu toàn thể hội viên một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhà văn Trần Quân Lộc, 6 là nhạc sĩ Võ Văn Trung, 7 nhạc sĩ Nguyễn Thế Thuyên, 8 nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện, 9 nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Minh Chay, 10 nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt. Xin mời các đồng chí lên. Biên đạo Võ Thu Hương, xin mời lên để nhận kỷ niệm chương với liên nghiệp. Trao cái bằng của kỷ niệm chương thì tôi đã đi 63 tỉnh thành nhưng chưa bao giờ tôi phát biểu một vài ý như tôi sắp nói bởi vì cái kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam thì như vậy là chỉ dành cái người mà sáng kiến để mà nghĩ ra cái kỷ niệm chương người đầu tiên ấy, thì chính là nhà thơ Huy Cận. Ông ấy là người nghĩ ra là làm một cái gì đấy cho anh em văn học nghệ thuật. Có người có khi làm 5-60 năm rồi mà không có kỷ niệm gì, mà khi trở về không được, phải có một cái kỷ niệm gì đấy làm văn học nghệ thuật. Thế và anh Huy Cận đem bàn với anh Nguyễn Đình Thi. Lúc bấy giờ anh Nguyễn Đình Thi là phó chủ tịch, người giúp việc cho nhà thơ Huy Cận. Thì lúc bấy giờ anh Thi đồng ý ngay. Thế và hai cụ là chính thức là làm cái kỷ niệm chương vì văn học nghệ thuật Việt Nam là thế. Thế và cái kỷ niệm chương vì văn học nghệ thuật Việt Nam ấy thì như vậy là nó có trao cho
trao cho những người như thế này ạ. Thứ nhất là trao cho những người làm văn học nghệ thuật có nhiều cống hiến, có nhiều tác phẩm, có nhiều năm làm với văn học nghệ thuật, quên là lăn lộn với giới văn học nghệ thuật, thì đấy là những người làm văn học nghệ thuật. Nhưng còn một người nữa cũng rất quan trọng, đấy là những người tổ chức, là những người gây dựng, những người hỗ trợ và tạo động lực để giúp cho giới văn học nghệ thuật để làm được cái văn học nghệ thuật. Đấy là hai, chỉ có hai người, chỉ có hai người như thế để trao, là một là người làm văn học nghệ thuật và hai là người tạo dựng nên văn học nghệ thuật. Thế và cái người mà tôi được vinh dự mà được trao vừa rồi đầu tiên ấy, để tạo dựng lên đấy thì chính là anh Nguyễn Giờ, đồng chí Nguyễn Giờ. Khi đẩy lên thì đồng chí có cầm kỷ niệm trương và cảm ơn tôi, thì tôi phải nói lại đồng chí ngay, không, anh em Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và anh em làm văn học nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định phải cảm ơn anh, phải cảm ơn anh, chứ không phải là cảm ơn chúng tôi đâu, chúng tôi phải cảm ơn anh. Thì đấy là cái lý do, cái ý mà tôi chưa bao giờ nói trong đi 63 tỉnh thành khi mà phát về kỷ niệm trương hay bằng khen của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Thì hôm nay thì tôi cứ nói về cái ý nghĩa của cái kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam là thế. Nhìn nó đơn giản thế thôi, nhưng đến bây giờ nói thật với các chị và cũng nói thật cả với anh bây giờ là trưởng ban tuyên giáo nữa, tìm ai ra mà tìm lại ông Huy Cận sao được nữa. Ông mất rồi 2 năm rồi, nhưng tìm một người nào mà sang như ông ấy được để mà nghĩ ra kỷ niệm trương này cho giới học nghệ thuật thì tôi nghĩ là lâu dài sau này không có nữa đâu, lâu dài có đâu. Và chúng ta được giữ cái kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật ở những người nhà thơ lớn như Huy Cận và nhà văn lớn như Nguyễn Đình Thi mà nghĩ ra cái đầu cây đó cho chúng ta thì tôi cho đấy một điều hết sức vinh dự. Thì tôi chỉ xin nói một cái ý như thế thôi. Ký 5 nhạc sĩ Trần Minh Phúc, 6 nhạc sĩ ca sĩ Hồ Ngọc Dũng, 7 nghệ sĩ Đinh Thị Thành, 8 nghệ sĩ Lý Thành Long, 9 nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Hà. Xin trân trọng mời, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Giờ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban ban tuyên giáo tỉnh ủy lên trao bằng khen cho chín hội viên. Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2018, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, chi hội và 41 cá nhân hội viên các chuyên ngành kèm theo quyết định số 245 ngày 20 tháng 12 năm 2018. Một là về tập thể, 4 chi hội, xin mời đại diện các chi hội có tên sau nên nhận giấy khen của Hội Văn học nghệ thuật.
Chi hội văn học, chi hội sân khấu, chi hội âm nhạc, chi hội nhiếp ảnh. Xin trân trọng kính mời các anh chị đại diện tập thể chi hội lên. Kính mời các nghệ sĩ có tên sau lên sân khấu để nhận quyết định và thay hội viên. 1. Nguyễn Minh Toàn. 2. Bùi Văn Trinh. 3. Nguyễn Thị Hương. 4. Hồ Văn Bồng. 5.